Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay theo cái yêu cầu của các bạn Đỗ Xuân Thủy ấy, hôm nọ có inbox nhắn tin cho mình thì bảo là mình hướng dẫn chia sẻ cái cách làm đó, cái mẫu chuyện đấy, cái mẫu thể loại như thế này. Thì hôm nay mình xin mạnh dạn là xin chia sẻ với các bạn đó. Ok, mình làm luôn nhá, không mất thời gian của các bạn. Đây mình có hình như này, mình tạo khuôn cho nó. Đó, một hình này, hai hoặc là có thể là hình con thoi, hình bất kỳ. Mình cho con này 45 độ đây này. Bất kỳ nhá, đây là mình làm này mới bất kỳ, không có tuân theo một cái gì cả. Thì đây mình hướng dẫn các bạn cái cách ship D trước nhá. Ship D này thì để làm được cái mẫu như thế thì các bạn lưu ý này, các bạn trên này các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dòng này. Đó, này chọn cái thằng limit limit này. Đó thì bây giờ các bạn ví dụ các bạn muốn muốn chân muốn cái từ cao cắm xuống hẳn chân luôn đấy thì các bạn sẽ không để chân nhá. Đây là 3H này là chân này, thì các bạn ví dụ như các bạn không để chân, các bạn bấm vào 4 này đúng không, thì nó sẽ cao 4 đi rồi nó vang xuống 4 đi luôn đó, các bạn đi về luôn. Đấy, như này thì các bạn muốn cái này này. Đấy, nó cái đây này, hay nó ăn ăn vào trong thì nữa ấy, thì các bạn có thể cho cái góc này nó bé thôi, 20 chẳng hạn, ví dụ thế đó. Bây giờ thì là tất cả nó sẽ dịch vào tạo cái gân này, đổ lên là như cái vạch kiểu và khuôn bánh chưng ấy đó. Đấy, các bạn lưu ý nhá, đấy, cái chữ D này mình nói lại này. Đấy, các bạn chọn vào thằng số 2 này. Đấy, tôi đi tăng đi angle này, line này. Đấy, cái này chọn vào limit này. Đấy, ví dụ như các bạn muốn chân đấy, muốn view cụm vẫn là 4 ly, nhưng các bạn muốn chân là 1 ly đúng không? À, muốn chân cao 1 ly trong bắt đầu mình lên. Các bạn cho 1 này, 3 này. Đây thì các bạn nhìn này. Đó. Đây, mình sẽ này cho các bạn nhìn dễ như thế này. Đây. Từ đây lên 1 ly này, từ đây phát lên đây là 3 ly này. Đó thì cổng vào vẫn là 4 ly. Đấy, vẫn là sâu 4 ly nhá. Đấy, tương tự như thế này, đó thì đấy là để các bạn thể hiện dễ dung ra. Đấy, các bạn có hiểu không nhỉ? Đấy, các bạn nào mà chưa hiểu thì này cái inbox riêng cho mình nhá, mình sẽ hướng dẫn lại. Đó thì cách làm đơn giản thôi. Đấy, các bạn xin D thằng chân thì nếu các bạn muốn cắm mảng xóa thẳng xuống lên không ấy thì các bạn cho không vào đây. Các bạn 5 ly thì các bạn bấm 5 không này, 5 vào đây luôn, cắm cái này luôn. Đấy, thì chưa các bạn. Còn ví dụ như các bạn là muốn xóa đi. Để ví dụ như các bạn muốn có chân, đấy các bạn này bấm vào đây. Thì các bạn cho chân thì các bạn này phải giảm cái này đúng không? Ví dụ các bạn cho 2 thì này chỉ còn là 3 thôi đúng không? Cộng vào nó phải là 5. Đấy. Thế là mình đây. Từ đây đến đây là 2 này, để từ đây nó phát lên là 3 này. Đó. Thằng CD này thực ra nó rất chi nhiều công dụng, các bạn khám phá được nó ra thì nó nhiều công dụng lắm. Đó, mình muốn chia sẻ với các bạn một cách làm nữa này. Ví dụ ấy, đây mình nói ví dụ này, mình biên dạng bất kỳ ấy nha. Đây là mình nói biên dạng bất kỳ này, đây chẳng hạn. À, cách làm nữa này, ví dụ các bạn đấy, các bạn muốn đây là các bạn muốn vát bao nhiêu thì tùy nhá. Đây là tùy các bạn này, ví dụ các bạn muốn vát vào trong một phân thì các bạn bấm một phân vào đây. Đấy, thì các bạn chỉ muốn phát từ đây thôi đúng không? Đấy, từ đây thôi đúng không? Thì các bạn làm nào? Đấy, các bạn này, các bạn đây mình này. Đó. Đấy, các bạn bắt bánh chưng vào cho mình. Đó. Rồi. Bạn nhớ bắt chuẩn nhá. Đấy. Được này thế. Hai cách nhá, các bạn thích chỗ nào? Cách này thì là mình chỉnh theo ý của mình này.
muốn vào bao nhiêu thì vào, đúng không? Cái kia cũng được, cái kia, nhưng mình lúc mình góp cái mình lại phải thử một vài ba lần, được chưa? Đấy, thì ví dụ các bạn là vẫn muốn 5 ly này, án Z này. Đó, các bạn bấm 5 này luôn. Đấy, thì các bạn chọn vào lin nhá. Đó, các bạn chọn vào lin này, nhưng mà nó thẳng. Đó, các bạn chọn vào ADD này. À, các bạn kích vào vùng màu nó chọn này, kích vào cạnh ngoài này. À, các bạn chọn phải ra này. Đấy, các bạn này thế này. Đó, tương tự là nặng thế này. Đó, thì đấy là cách làm. Đây các bạn đây, nó như nhau thôi, đúng không? Đó, thì phần trên này này, thì các bạn có thể là chip R đi, đúng không? À, chip R này, 5 đi. Thì nó vẫn như nhau thôi. Đấy, lưu ý các bạn thế. Đó, thì cái thằng này nó có cái ưu điểm của nó là mình vào bao giật vào bao nhiêu ấy, thì mình có thể làm chính xác được luôn. Đó, như thằng kia mình lại thay đổi góc, đấy, thì sao cho nhìn hợp lý, được chưa? Đó, thay đổi thằng này thế. Các bạn tương tự nữa, này, ăn 5 này, dụ phần này. Đấy, thì các bạn cũng bắt chéo cho mình nhá. Đây, đấy, tương tự rồi. Đó, để các bạn tô màu thôi. Các bạn ăn ra này. Đấy, tương tự các bạn kích làm như thế thì các bạn được. Đấy, tương tự nhá. Cái làm này thì như nhau hết. Đó, thì trên này các bạn vẫn shift R đúng không? Các bạn vẫn 5. Đấy, ok chưa các bạn? Đấy, ví dụ các bạn muốn gì có trong nữa thì tùy các bạn nhá. Đấy, thằng làm kiểu cách số 2 này thì theo ý muốn mình luôn. Được chưa? Đấy, ví dụ như thằng này tiếp tục này. Đấy, thằng này mình muốn, nếu ví dụ muốn chân thì mình làm nào? Chân thì các bạn phải làm khác một tí. Thì các bạn phải làm này. Đó, thì các bạn phải cho thằng này lưng lên hết, các bạn shift giờ này. À, ví dụ các bạn muốn chân là 1, các bạn bấm 1 vào đây. Đấy, các bạn tiếp vào đây. An Z này. Đó, thì các bạn này chỉ cho 4 thôi. Thì tương tự các bạn sẽ được như thế. Đó. Đấy, các bạn shift giờ này. Đấy, các bạn cho 5 này. Ok. Để vẫn đi nhau nhá. Đấy, chân này gọi là có chân này. Một ly này, chân này. Đây. Đó, từ đây là 1 ly. Đấy, phát lên 4 ly. Đó, thì đấy là cái video hôm nay thì mình muốn chia sẻ đấy, đến trước tiên là với bạn Đỗ Xuân Thủy ấy, các bạn mà comment cho mình ấy đấy, cái tiếp theo là muốn chia sẻ với các anh em chưa biết, có thể vào xem. Đó, các anh em có cái thắc mắc gì thì sẽ comment phần bên dưới nhá, thì mình sẽ cái gì mà mình kiến thức trong cái phần của mình ấy thì mình sẽ chỉ bảo các bạn. Đó, mình chia sẻ với các bạn. Đấy, thì cách làm cái này nó như thế này. Đấy, được chưa các bạn? Một là shift D, hai là an Z. Đấy, thằng an Z thì các bạn phải tô màu đúng không? Đấy, tính toán chân. Đấy, còn thằng ship D này thì các bạn phải nhớ thằng Panhard này, thằng Bet ba xe HD này, chân này, thằng này nhớ là chân nhá. Đấy, thằng này chọn thằng số 2 này. Đấy, thằng này thì limit này. Đó, nếu thủ thông số này thì không quan tâm, được chưa? Đấy, thì các bạn làm sẽ còn như thế. Ok chưa các bạn? Bạn nào không hiểu thì cứ comment vào bên dưới nhá, thì mình sẽ trả lời các bạn. Rồi, video hôm nay đến đây là kết thúc. Thì các bạn hãy nhớ này, bấm giúp mình đăng ký kênh này, để khi mình làm đăng ký kênh ấy và ấn vào hình quả chuông ấy, thì khi mình làm những video mới ấy, thì các bạn sẽ báo về trên YouTube mà các bạn đăng nhập vào. Đó, một lần nữa là xin cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra đấy, lắng nghe những gì mình nói, và nhớ là chia sẻ cho tất cả các anh em biết. Chào tất cả các bạn. Ok.